Vâng, Trung tâm Điện máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Hôm nay thì bên trung tâm em lại về kho cái mẫu máy khoan pin Makita 12V, pin tròn nhỏ gọn. Thì em lại làm cái đoạn video này để review và giới thiệu lại với các bác một lần nữa về cái mẫu sản phẩm này bên em. Cái mẫu sản phẩm này thì bên em đã cung cấp ra thị trường rất là nhiều rồi, được khách hàng đón nhận và phản hồi cực kỳ là tốt. Sản phẩm về kho liên tục, hàng cũng hết liên tục, hàng đi đi về về liên tục các bác nhá. Thì hôm nay là về một cái đợt mẫu mới đây, thì cái mẫu này thì nó sẽ khác hơn so với cái mẫu cũ một chút. Cái chất lượng thì nó cũng không thay đổi, nó chỉ khác nhau về mẫu mã. Tức là khi một cái đợt hàng mới với đợt hàng cũ là bao giờ cũng sẽ có cái sự thay đổi về cái bên ngoài, thay đổi một chút xíu để xưởng là người ta sẽ phân biệt được cái thời gian sản xuất cái dòng máy này để người ta bảo hành cho các bác thôi. Còn chất lượng của nó thì cũng không có gì là thay đổi. Thì các bác tiếp tục theo dõi video. Một lát nữa em sẽ đi giới thiệu chi tiết đầy đủ cái trọn bộ sản phẩm của ngày hôm nay. Thì máy này là máy Makita, máy khoan pin các bác nhá. Các bác sử dụng bằng pin rất là tiện, các bác không cần phải dây điện dẫn. Thứ nhất là em sẽ giới thiệu về thân máy này. Máy này thì là máy này là máy 12V. Đấy. Đây. Máy 12V nhá. Thân máy là máy hai chức năng này các bác này. Các bác sẽ có 18 cấp độ trượt nhá, 18 cấp độ trượt và đảo chiều đầy đủ ở đây. Đấy. Có nút chỉnh 1-2 trên lưng máy này. Đầu kẹp nhựa tự siết đầu 10, các bác sẽ lắp được mũi khoan 10 đủ lại xem. Máy thì là chạy bằng động cơ chổi than nhá. Pin là pin 3 cell. Pin của nó là pin 12V, pin tròn nhỏ gọn. Một bộ là các bác sẽ có một thân máy này, hai pin. Đấy, các bác sẽ có hai pin, một pin nắp trong máy và một pin dự phòng. Và sạc đi theo máy thì cái đợt này sẽ là sạc bàn, sạc sạc cốc. Đấy, mẫu rất là đẹp luôn. Và phụ kiện đi kèm là các bác sẽ có nguyên một cái combo phụ kiện như thế này. Hơn 20 chi tiết các bác nhá. Đấy, phụ kiện là sẽ có rất là nhiều đầu tô vít này, bao gồm có đầu 4 cạnh và 2 cạnh và một ít cái mũi khoan sắt này này các bác này. Và một chút đầu khẩu nữa và những cái điểm lối đầu chuyển. Đấy, đây, đầu chuyển nha các bác nhá, hai cái đầu chuyển này. Và cái màu cam này này, cái màu cam này thì nó là cái lối dài rích rắc để các bác bắn ốc ở những chỗ sâu, chỗ khó. Chọn bộ sản phẩm là các bác có này, một máy, hai pin và một sạc. Kèm theo cái bộ combo phụ kiện là hơn 20 chi tiết như thế này. Thì bên em sẽ nhận ship code toàn quốc. Các bác mà quan tâm chỉ cần để lại cho em địa chỉ và số điện thoại. Bên em sẽ gửi qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng. Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền, nên là các bác cứ yên tâm. Những bác nào mà dùng Zalo thì các bác có thể là vào kết bạn Zalo với bên em. Thì bên em sử dụng bằng hai số điện thoại nhá. Đây, hai số điện thoại của bên em đây. Số điện thoại 0378487818 hoặc là 0989458200. Đây là hai số điện thoại chính của bên em chuyên tư vấn cho các bác về tất cả các dòng sản phẩm điện máy cũng như là dụng cụ đồ nghề và vật tư thay thế điện cơ, điện lạnh, điện máy cầm tay các bác nhá. Những bác nào dùng Zalo thì các bác có thể là vào kết bạn Zalo, bên em sẽ tư vấn và gửi hình cho các bác để tránh những cái trường hợp mà khi hàng gửi tới nơi là bị sai mã sản phẩm. Còn những bác nào mà cao tuổi, các bác không sử dụng Zalo Facebook thì các bác có thể là alo trực tiếp tới bên em để đặt hàng. Và cái em cũng xin được báo giá luôn về cái mẫu máy này để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo. Nguyên một trọn bộ sản phẩm như thế này, các bác có một máy này, hai pin, một sạc và một combo phụ kiện là hơn 20 chi tiết. Bên em sẽ gửi tới tay cho các bác giá là 450.000. 450.000 là đã bao gồm cả tiền phí vận chuyển về tận nơi cho các bác. Các bác kiểm tra hàng thoải mái cho em. Ok thì nhận hàng và thanh toán tiền. Đấy, còn đặt hàng bên trung tâm Điện máy Ngọc Mai thì có một điều đặc biệt như thế này, là các bác sẽ không cần phải đặt cọc tiền trước như là những cái shop khác. Shop bên em thì là không yêu cầu các bác phải đặt cọc tiền trước. Đấy, các bác chỉ cần để lại địa chỉ và số điện thoại. Và em giới thiệu chi tiết như thế này thì em giới thiệu như thế nào là cái sản phẩm gửi tới tay các bác là sẽ như thế này. Nên là sẽ không có gì là thay đổi, nên là các bác mà quan tâm thì để lại địa chỉ, số điện thoại. Bên em sẽ gửi qua bưu điện về đến nơi cho các bác nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau.